Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học của Tướng Lai sẽ kể tới các bạn một ván đấu siêu phẩm của kỳ đàn Trung Hoa. Ván cờ đánh trong giải cờ tướng Big Green Boy mùa giải năm 2018. Giữa bên đỏ đi tiên là Khương Thái Công, Hứa Ngân Xuyên và người cầm bên đen là danh thủ Tường Xuyên, một tay cờ cũng rất mạnh của Trung Hoa kỳ nghệ. Kính mời các bạn cùng theo dõi.吃
吃。 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 将军。 Tớ hình cờ trên giao phần cờ cho phó bảo thuế 1 đến từ bên đỏ của Hứa Gia đang chuẩn bị bình vào quan lộ 6 để sát cục thì bên đen lại bung cờ xin thua. Bởi các bạn thấy ngay, thoái xe về thì vướng chân mã, mất xe ngay. Trong bối cảnh khác có phê mã để mượn đường bình xe quan lộ 4 để phòng thủ thì cũng thua khá nhanh.
吃. Khi đó bên đỏ vẫn là hơn quân, hoàn toàn có thể cho tung mã vào lộ 8 ngay để mai phục tấn công. Đường công đến từ bên tiên là tỏ ra vượt trội trong hình cờ đó. Như vậy kênh học của tướng Lai vừa gửi tới các bạn ván đấu trên, một siêu phẩm đỉnh cao đến từ danh thủ Hứa Nguyên Xuyên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.